Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thu Quỳnh đã bức xúc lên tiếng đáp trả những tin đồn thất thiệt xung quanh bản thân những ngày qua. Thu Quỳnh cảm thấy không thoải mái khi tiếp nhận những lời tiêu cực, không đúng sự thật về đời tư. Thậm chí, nhiều người còn dùng lời lẽ kém duyên mỉa mai nói còn nữ diễn viên không có bố. Nữ diễn viên khẳng định gia đình cô đang êm ấm, ẩn ý phủ nhận chia tay bạn trai. Cụ thể, trong bài đăng cô viết, thế nào mà chuyện của mình lại drama lên một tầm cao mới vậy nhỉ? Ai bị bỏ sát ngày sinh nở? Ai thông báo chia tay bạn trai? Con ai không có bố? Ai đang đau khổ bi đát vậy mọi người? Quỳnh tôi trước giờ chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Đúng với tôi, sai với nhiều người là lẽ thường tình. Đừng bi kịch hóa hai từ đơn thân, tôi đơn giản là không muốn tái hôn, không thích đám cưới nữa và việc đó có nghĩa là trên giấy tờ, pháp luật. Tôi vẫn là mẹ đơn thân, một người phụ nữ hai con độc thân. Tôi nói ra lựa chọn của mình không phải để chờ ai đó phán xét, cũng như việc tôi hạnh phúc không phải chờ ai cho mới được. Nhà mình đang êm ấm, chúng bạn yên tâm. Đang trong thời gian bầu nhưng có vẻ thấy nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc, nữ diễn viên giữ được thân hình thon gọn. Thu Quỳnh cho biết em bé đến với mình đúng ngày sinh nhật tuổi 35 như món quà đặc biệt ý nghĩa dành cho chính mình.